in show. Baby, turn it up. Make it work. One more time. You know how it goes. Baby, shake your hips. Drop it low. Move around. Let your skin show. Baby, turn it up. Make it work. One more time. You know how it goes. Baby, shake your hips. Drop it low. Move around. Let your skin show. Baby, turn it up. Rồi lại một lần nữa xin chào các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Mô Hình nha. Ngày hôm nay mình có một sản phẩm vô cùng đặc biệt, vô cùng độc đáo và đặc biệt là phiên bản siêu hiếm trên thị trường của Việt Nam hiện nay luôn. Đây là một phiên bản mô hình Mitski dạng giống như là hàng của Anniversary dành cho kỷ niệm là 90 năm khi mà anh ta debut á, là có nghĩa là cái con này được sản xuất là năm 2018. Hộp Roger Selangos làm thì dựa trên kỷ niệm 90, lần thứ 90 vào lần đầu tiên năm 1928 debut của anh ta trên con tàu của Willy luôn. Thì hãng đã làm ra cái con này chủ yếu là mang đến tiếng cười, sự sáng tạo cũng như là hy vọng cho một cái thế hệ khác của Mitski. Nói chung là Mitski cái lượng fan trên thế giới là cũng rất là nhiều luôn nha. Đây là một cái phiên bản mà gọi là bên cái chỗ làm á, làm ra sản xuất phiên bản này là phiên bản hit, và chỉ được sản xuất giới hạn là 1.000 con trên toàn cầu. Mọi người nhớ nha, là 1.000 con trên toàn cầu chứ không phải là trên toàn quốc của nước Việt Nam nha. Nó có đó hơi hiểu lầm chút xíu. 1.000 con trên toàn cầu là có nghĩa là bây giờ khắp thế giới luôn sẽ chỉ có 1.000 con này thôi. Ngoài ra còn một cái phiên bản đặc biệt hơn là phiên bản vàng gold 24K. Nói chung là phiên bản nó còn hiếm hơn nữa. Tại vì cái thứ nhất là nó giá trị của nó bán ra nó cũng hơi cao. Cái thứ hai là làm một con đó cũng hơi cực hơn so với một con phiên bản bằng thiết này. Thì nó sẽ được sản xuất ra với cái sự giới hạn là 300 con trên khu vực của toàn thế giới luôn. Thì bên đây mình ngày hôm nay có dịp được chiêm ngưỡng một cái phiên bản mà gọi là phiên bản Anniversary, là dạng là kỷ niệm đó mọi người, của chú chuột Mitski này. Nó được làm bằng thiết thôi. Ngoài ra một cái phiên bản mô hình lớn như thế này đứng ở ngoài á, thì cái phiên bản còn được tặng thêm một chú Mitski nhỏ nữa cũng được làm bằng thiết luôn. Ở dưới đây có một cái đế 500 là để chúng ta khi mà gắn lên đây thì nó sẽ đính trên đây luôn, nó giữ rất là chắc chắn luôn. Còn về bây giờ nói nha, thường thường mình sẽ cầm một cái phiên bản mô hình lên, mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái trọng lượng của nó như thế nào nha. Nhưng mà mấy bạn thông cảm nha, vinh một tay vinh con này lên không nổi nha mọi người. Một tay vinh lên không nổi, nó rất là nặng luôn, nó được làm bằng thiết nha. Thiết nguyên khối, còn thêm một cái đế nữa, nó hơi dày á. Nói chung là để truyền bá đi cái sự vui vẻ, lạc quan, yêu đời của chú chuột Mitski này luôn. Trên cái con tàu mà Willy á, thì người ta làm ra rất là nhiều cái phiên bản Anniversary để cho các thế hệ fan chúng ta có thể sưu tầm được. Cái thứ nhất á, là dạng giống như là chúng ta sưu tầm để chúng ta luôn nhớ cái kỷ niệm về ngày xưa nè. Cái thứ hai là chúng ta để cho con cháu chúng ta có thể biết được rằng ngày xưa cha đã từng rất thích Mitski như thế nào. Cái phiên bản đầu tiên á, theo như mình nhớ nha, là mình coi từ cái thời trắng đen á, chứ không phải là được có màu như bây giờ đâu. Nhưng mà những cái phiên bản đó ngày xưa mình coi trên một cái TV Hùng á, thì nó gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm luôn. Nhiều khi bây giờ coi những cái TV to á, mình lại không có cái gọi là cái cảm xúc nha mọi người. Bây giờ người ta nói sao á, càng lớn tuổi rồi cái cảm xúc của mình nó càng bị cạn đó. Bởi vì bây giờ nhớ về những cái chi tiết ngày xưa, giống như cầm một cái món đồ đón nhận một cái video ở trên một cái đài truyền hình thôi, nó đã cảm xúc nó rất là nhiều rồi. Còn bây giờ thì nhiều khi bây giờ bị chai lì cảm xúc rồi mọi người ơi. Bởi vì khi nhìn vào một cái mô hình mà thuộc heo diện này á, thì gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm. Tại cái thứ nhất là nó làm cái phiên bản mô hình là theo cái phiên bản của chú chuột Mitski lần đầu tiên luôn. Theo như mình biết là như vậy nha. Những cái chi tiết này là giống như là dạng họa tiết trắng đen đó mọi người. Nhưng mà làm lên phiên bản huyết này thì mình thấy cái thứ nhất là giờ vô rất là mát tay luôn. Chất liệu đây là mình confirm là chất liệu là huyết luôn nha mọi người. Những cái phần mà bánh lái này kia nọ nè. Ngày xưa là coi tập đầu tiên là hình như là trên chiếc tàu Willy nè, chú chuột Mitski vừa hát vừa hút sáo luôn. Nhìn cái miệng của Mitski nè, là vừa lái chiếc tàu vừa hút sáo luôn. Những cái giai điệu quen thuộc lên là mình biết là lúc đó là truyền hình Long An chiếu cái phim này nha mọi người. Thì nói chung là cái thứ nhất là gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm. Còn cái thứ hai á, đây là một cái phiên bản nói chung là nó có một cái giá trị trưng bày rất là cao. Tại vì cái chất liệu của nó cũng được làm rất là chắc chắn á, với lại nó nặng á.
Tại bây giờ là có phiên bản thiết ở đây thôi. Nếu mà có phiên bản mà gọi là vàng gold 24K thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị của nó càng đỉnh cao hơn nữa. Các bạn cứ nghĩ nhìn đi, một cái con mô hình này mà nó bằng vàng, chúng ta để ở trong cái phòng nó dạng như nó sang trọng quá không, để một cái ánh sáng vàng vô nữa thì nó sẽ làm trang hoàng với cái phòng luôn mọi người. Còn đây là phiên bản bằng thiết. Cái thứ nhất thì mình thấy nha, phiên bản bằng thiết này thì chúng ta dạng giống như là chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng ta trưng đó mọi người. Nhưng mà do cái phiên bản vàng nó chỉ có 300 con thôi nha, chứ thật ra mà nói thì chủ nhân của cái phiên bản này á muốn mua bản màu vàng hơn là bản thiết, nhưng mà tại vì nó hiếm, nó không có hàng để nó bán, thì chủ nhân ở bên đây mua một cái con phiên bản bằng thiết. Nhưng mà mình để mình nói luôn nha, cái giá của nó cũng không hề rẻ đâu nha. Có nhiều bạn bây giờ nói là vàng gold chắc nó mắc hơn rất là nhiều so với bản thiết nha. Bản thiết giá cơ bản của nó là nó dao động từ 26 tới 27 triệu rồi. Bản vàng gold nó còn mắc hơn nữa. Mấy bạn nghĩ đi, bằng thiết mà 26 27 triệu rồi. Tại cái thứ nhất là nó là cái phiên bản giới hạn, phiên bản anniversary. Trên thế giới bằng thiết thôi nó cũng đã 1000, nó chỉ có 1000 con thôi. Mọi người nghĩ đi, bây giờ trên thế giới có bao nhiêu người mà nó có 1000 con à, đâu phải ai cũng mua được. Có nghĩa là dạng người mới có người mua. Đó, thì nó hiếm tới cỡ nào. Đúng không? Rồi mọi người, cái mấy con này là heo, như mình biết là nó sẽ bán heo trong cái event sự kiện. Bán heo event sự kiện là sao? Có nghĩa là nó sẽ bán ở trong một cái sự kiện nào đó, được tổ chức ở một cái nước nào đó. Chúng ta lại chúng ta mua, chúng ta phải nhận một cái ticket nữa. Còn tùy thuộc vào cái độ lucky của chúng bạn nữa. Có nghĩa là các bạn vô các bạn lucky thì các bạn mới được xuất để mua nha, chứ không phải là các bạn vô các bạn đặt là mua đâu. Tại vì nhiều người muốn mua mà. Fan của Misky thì trên toàn thế giới, nó cũng giống similar với là fan của Tom and Jerry đó mọi người. Fan của Misky, fan của Donald, rồi fan của mấy cái chú chó nữa thì rất là nhiều. Nói chung là nói mình nói sao ta, ngày xưa là fan thì là những cái cậu bé nhỏ nhỏ, bây giờ thì chắc cũng độ cỡ 20-30, độ 40 rồi mọi người. Thì dạng người ta lớn lên, người ta có một chút tiền thì người ta sẽ quay lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Nên cái phiên bản này thì theo như mình nha, những người mà dạng giống như là đại gia đó, thì chúng ta mua về chúng ta lưu giữ kỷ niệm, chúng ta để ở một góc. Khi chúng ta nhìn, chúng ta sẽ nhớ đến những bộ phim trên đài truyền hình Vĩnh Long hay là đài truyền hình Long An mà chiếu phim đó, khi có thì chúng ta sẽ coi. Còn ngoài ra thì để trưng cũng được nha, để hùng huyên hạ cũng được, đi ra đường mà gặp cướp lấy cái này chọi cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là nó nặng quá, mình cầm lên không nổi. Nên mình sẽ để lại cho các bạn comment ở bên phía bên dưới nha. Đây là một cái phiên bản gọi là, nếu mà tính ra nha, mình nói công tâm mà nói, nếu mà đặt ở trên một cái bục giống vậy đi, rồi xong rồi để một cái bản ở đây đi, đó, nó khác cái diện bảo tàng không mọi người? Nó có trang trọng không? Nó dạng giống như là nó tôn quý lên được. Mà về cơ bản bây giờ đặt ở trong quán ăn của mình cũng được, hay là đặt ở trong mấy cái cửa hàng á, thì nó giống như kiểu nó là một cái dạng trưng bày đó, trưng bày để cho mọi người nhìn vô. Mà nó còn phần kim loại nữa, người ta khó xu lắm nha. Nãy giờ mình muốn xu đi lắm mà nó nặng quá, xu không được nha. Nó rất là nặng luôn. Ngoài ra thì các bạn nhìn nha, những cái con mô hình được làm bằng thiết như vậy nè, mình nhìn nó có cái gì, nó có một cái chất gọi là nó lassico đó mọi người. Tại vì đại đa phần những cái phần, theo như mình nhớ nha, những cái phần mà trang trí, những cái bậc trang trí ngày xưa á, nó hầu như là nó làm bằng thiết là nhiều. Còn những cái đồ dùng này kia nọ nó cũng làm bằng thiết là nhiều. Nên nó có nghĩa là nó theo kiểu mà nó kiểu cổ cổ xưa xưa đó, thì nó làm như vậy nè. Những cái phần nào mà gọi là thiết mà nó làm thiết bóng á, thì nó sẽ làm cái phần mặt nè. Còn những phần bên đây nó sẽ làm sừng sừng, giống như kiểu mà các bạn nhìn thấy những cái vật dụng ngày xưa á. Ngày xưa sau thì nó sẽ như vậy luôn. Nó gợi nhớ kỷ niệm lắm, nó phân ra mà. Có nghĩa là trong bộ phim đi, cái ngày xưa phim trắng đen á mọi người, nó đâu phải có màu đâu. Cái phần đây nó chỉ phân ra là hai màu thôi, màu trắng và màu đen. Thì cái phần này là màu trắng nè mọi người, còn cái phần này là cái phần màu đen. Ngày xưa phim của nó là như vậy nè. Cái phần ở đây ngày xưa nó cũng không phải là có quần áo gì đâu. Cái phần ở đây là nó ở đây màu đen, là cái phần thân người của Misky, và cái phần quần của chúng ta là màu trắng đó.
Còn phần đây nè, những cái phần mấy bạn để ý nha, mình sẽ nói những cái phần nào bóng bóng thì nó trong phim nó sẽ là màu trắng, còn những cái phần sần sần là nó sẽ là màu đen. Ngày xưa phân biệt rất là dễ luôn mọi người, có hai màu à, trắng và đen. Nó không giống như bây giờ đâu, nhiều người bây giờ mình nói trong cuộc sống xã hội bây giờ mình nhìn ra trắng đen còn chưa phân được mà, chứ làm sao mà phân biệt được con người. Nhưng mà đây là một trong những cái phiên bản mô hình mà mình gọi là special, đặc biệt. Nó rất là đặc biệt luôn. Cái thứ nhất đặc biệt là nó mang tính chất kỷ niệm. Cái thứ hai là nó mang tính chất trưng bày. Cái thứ ba là do đây là một phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có 1.000 con thôi. Còn cái thứ tư á là nó để từ xa thôi, mọi người nhìn vô là mọi người cũng thấy là nó giá trị rồi. 1.000 con trên thế giới mà không dễ mua đâu nha. Ngoài ra còn mình muốn nhắc lại là có một cái phiên bản vàng con 24K nữa, mà trên thế giới chỉ có 300 con thôi. Chắc mình nghĩ là giá trị sẽ cao hơn phiên bản này rất là nhiều luôn. Mình là Quân đến từ Nghiện Mô Hình. Nếu các bạn thích video này, nhớ đừng quên like, chia sẻ. Và đừng quên nha, luôn luôn subscribe đón nhận những video tiếp theo mới của tụi mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.